Hello anh em nhé, chào mừng em lại quay trở lại trên kênh của tôi. Và trong clip review ạc lần này, tôi lại mang đến cho các ông một con hàng ở bên server Hoa Lư các ông ạ. Một con hàng có tên là chơi rất đầy, nghe cũng hay nhỉ. Nghe đi này, nghe hai phết. Level 83, một em hàng cung thủ. Ngoại hình thì cũng tương tự như mấy con 8x khác thôi, có phi phong kháng thôi. Uầy, con này thì hôm nọ tôi làm livestream rồi, làm độc thú rồi, nhưng hôm nay tôi có dịp tôi show lại. Thì đầu tiên thì tôi vào thấy một cái danh hiệu nó có tên là Nghịch Thiên Nhi Hành. Một cái danh hiệu khá là đẹp, nửa cháy nền chữ màu xanh luôn, thật. Để phải bật cấu lên cao lên nhìn nó mới đẹp. Uầy, đầu tiên thì tôi nhìn thấy có tới 61 củ sâm. Hôm nọ tôi làm con thiên mệnh ở bên server ngũ đế thì con đấy có 44 củ, con này có tận 61 củ, sợ thật. Toàn những con hàng là những con hàng chất lượng. Đang là 83 cộng 25% thì 61 củ này thì lên được khoảng 90% rồi. 90% rồi. Ghê nhỉ. Quá đẳng cấp. Còn một quả trứng bạch cốt này. Chắc xong sự kiện đòi đồng xu các ông. Ok. Rồi, đây là em hàng chơi rất lầy. Cái gì đấy, 333k lượng. What, cái gì vậy? Đó là tôi nhìn lượng mà tôi còn không nghĩ là nhiều như thế này. 216.242 lượng khóa. Tôi bỏ cái đá đi đấy, tôi gọi anh Trang. Rồi, đầu tiên thì con hàng này lên vào 83 thì không biết là nó đứng ở top bao nhiêu cao thủ đây. Bất Diệt là 1, Bộ Đôi Server là 2, Luka Bell là 3, King Neon là 4 và chơi rất này là 5. Đây là con này hàng này cũng đứng thứ top 5 cao thủ của server Hoa Lư. Thể nó vẫn thích cái danh hiệu Nghịch Thiên Nhi Hành ấy, thế không biết. Nhìn nó cháy đẹp dã man. Cái ông nào cũng thiết kế được cái form này cũng hay phết. Đẹp thật. Nó mà không có cái phó bang có cái hình logo icon bang kia thì nhìn nó còn đỡ đẹp hơn. Kiểu mà không có bang ấy, không có bang thì nó nhìn nó đẹp hơn ấy. Nhưng mà chất lượng. Rồi, đầu tiên là một cái hành trang X3 rồi. Tôi vượt show cho các ông xem đấy. Nguyễn Kim Dược 40 này, kiếm giật 35 này. Ôi, nguyên liệu này, thằng nguyên liệu không khóa vậy. Nhiều phết, 78 sắt này, ngọc nữa này, gỗ thường này, đá ngũ hợp tinh khiết 255 viên, nhiều thật. Một con bạch mã level 4 này, một con sói xám level 4 này, một con bạch thử chống lột sát vĩnh viễn à, con này vĩnh viễn à. Ôi, có bạch thử chống vĩnh lột sát vĩnh viễn luôn, ghê vậy. Một con hỏa kỳ lân cấp 3 thì đương nhiên mấy hạng tốt phải bao giờ chẳng có hỏa kỳ lân. Một cái thí thần cung hạn mùng 5 tháng 11 năm 2024, chỉ số 14, 26 và 28 cũng khá là ngon. Một cái chổi băng đã khóa, có khóa tuyết. Ui, một cái chổi có khóa tuyết này, ngon vậy. Một cái áo bạch mi, áo giảm sát thương 50%, cũng khá là chất lượng. Cái Nguyệt Ninh Trượng, cái này chắc trong sự kiện
mua vừa rồi thôi. Đây có một xác thú vật lý này, 80. Một cái nón vật lý 80. Một cái yên cương. Một cái hậu uyển. Và một cái bàn đạp. Nó xác này hình như chưa full gì vậy. Mà không hình như cái xác này như tôi mới làm, tôi làm nọ sao ấy. Một cái áo kim đồng tăng 50%, thuộc tính nan tăng HP MP, ám khí và gây sát thương. Một cái chổi sét có hóa tiết, what, hai cái chổi. Cái băng này đã khóa rồi, à, hóa tuyết rồi, cái chổi sét cũng hóa tuyết nữa. Đậu xanh, ngân hàng hai chổi, hai chổi quét nhà, thật sự ảo thật. Đây còn một cái mặt nạ này. Ui, một cái mặt nạ thỏ tăng thuộc tính nan luôn. Mặt nạ thỏ tăng thuộc tính nan, chuyển sát thương thành HP luôn. Hóa giải kỹ năng pet. Ngon vậy. Rồi, combo ngoại trang của em chơi rất này. Khá là đẹp phải không nhỉ? Thủ vật lý 21k3, tấn công 52k, cao thật. Hàng cung thủ hay đúng không? Rồi, là tôi đi sâu thông tin trang bị cho em nó. Sẽ cảm thấy nó có những cái gì. Đầu tiên là một cái ngọc vật lý, tấn công giảm vật 9, HP khéo léo, sát nan 0.5. Cái áo tấn công giảm vật 9, sát nan 0.4, mắc 21. Một cái nón tấn công giảm vật 9, sát nan 0.4. Một cái quần tấn công giảm vật 9, sát nan 0.4. Một cái giày tấn công giảm vật 9, sát nan 0.4. Một cái phi phong vật lý không khóa kháng thổ. Ngon như vậy. Một cái cung tấn công giảm vật 9. Sát nan 0.4. Một cái dây chuyền cũng vậy, tấn công giảm vật 9 và sát nan 0.5. Một cái nhẫn tấn công giảm vật 9, mắc 21, sát nan 0.5. Một cái nhẫn dưới tấn công giảm vật 9, mắc 21 và sát nan cũng 0.5 luôn. Một cái găng tay tấn công giảm vật 9, sát nan 0.5. Rồi, một con phượng hoàng lửa né tránh 22%. Một con rồng cấp 5, trạng thái 3/3, kỹ năng tiên khí. Rồi, một con rồng ngon rồi. Xem chỉ số rồng thôi. Tấn công, phòng thủ, tăng tỷ lệ rớt su, choáng. Ồ, một con rồng tấn công phòng thủ, tăng rớt su. Ngon vậy. Rồng này cũng ngon đấy chứ. Bảo sao chả thủ vật đã lên gần tới 22k. Ghê thật. Đấy là tôi còn mặc cái áo giảm sát thương nhá. Tôi mặc áo kim đồng và nó còn tăng chắc phải lên 22k luôn ấy. Vì áo kim đồng này tăng cả phòng thủ mà. Đấy, không thấy chưa? Tăng 20 lên 22k4 rồi kìa. Châu thật. Rồi, để xem xét đồ ma pháp nào. Chắc là ma pháp là có những cái gì nào. Một cái ngọc ma pháp 80, tấn công giảm 9, sát nan 0.4. Một cái áo 80, tấn công giảm 9, sát nan 0.4. Một cái nón 80, tấn công giảm 9, sát nan 0.4. Một cái quần tấn công giảm 9, sát nan 0.5. Một cái giày tấn công giảm 9, sát nan 0.4. Một phi phong bóng đá 80, mắc chỉ số. Một cái cung tấn công giảm 9, sát nan 0.4. Một cái dây chuyền tấn công giảm 9, sát nan 0.4 này. Một cái nhẫn tấn công giảm 9, sát nan 0.5 này. Một cái nhẫn tấn công giảm 9, sát nan 0.4. Một cái găng tay tấn công giảm 9, sát nan 0.4.
Vậy là con này có tới 2 set, một set tấn công giảm ma, một set tấn công giảm vật full 9, sát nam thì 0.4, 0.5. Mắc 21 thôi. Ok, để tôi xem trong anh 7 còn cái đồ nào được không. À, trong ngoài còn một set nữa. Một cái nón 70, tấn công 9, xuyên sát 5. Một cái áo, một cái quần chứ. Một cái quần 70, tấn công 9, xuyên sát 5. Một cái găng 70, tấn công 9, xuyên sát 5. Một cái ngọc tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái giày tấn công 9 và xuyên giáp 5 nữa này. Một cái nhân tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái cung tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái nhẫn tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái găng à, một cái áo tấn công 9 xuyên giáp 5 này. Một cái dây chuyền tấn công 9 xuyên giáp 5 nữa này. Một cái yên, một cái bàn đạp 80 bỏ qua tấn công ma. Một cái yên cương 80 mắc 21 bỏ qua tấn công ma. Một cái hậu uyển 80 mắc 21 bỏ qua tấn công ma. Một cái nón 80 mắc 21 bỏ qua tấn công ma. Một cái giáp 80 cũng mắc 21 bỏ qua tấn công ma. Vậy là một set đồ thú mắc 21 bỏ mắc chỉ số bỏ qua tấn công ma 15%. Set đồ thú khá là ngon. Rồi, vậy là con này còn một set đồ vật ở trong hành trang. Hình như đấy là tôi vào nhầm khu sao hôm nay giờ thấy anh em đứng ở đông thế. Một set đồ vật, một thú vật ở trong hành trang đây. Ở đây còn con này nó đeo sắc đồ gì? Một cái yên cương vật lý 80 mắc 21 bỏ qua tấn công vật. Một cái giáp 80 mắc 21 bỏ qua tấn công vật. Một cái hậu uyển 80 mắc 21 bỏ qua tấn công vật. Một cái lon 80 mắc 21 bỏ qua tấn công vật. Một cái bàn đạp 80 mắc 21 bỏ qua tấn công vật. What? Tôi thì tưởng tí nữa là full luôn chứ. Cái vậy thiếu đúng một cái bàn đạp. Theo nữa thì full 2 set bỏ qua tấn công vật và ma rồi. Đây là một set thú thường. Kia là một set thú một quả tấn công vật. Còn thiếu một set nữa à, còn một thiếu một món nữa. Con này có tới 2 set thú, một set bỏ qua ma, một set gần bỏ qua vật. Thiếu đúng một món bạn này. Có thể hôm nào chủ gạc, có thể hôm nào tôi lại làm nốt cho con này cho xong đi. Vậy là hết rồi. Vậy là con này có tới 3 set đồ. Một set tấn công 9 xuyên giáp 5, một set tấn công giảm vật vật lý, một set tấn công giảm ma ma pháp. 2 set thú, một set bỏ qua tấn công ma 15%, một set bỏ qua tấn công vật 14%. Rồi, còn một set thú vật lý thường nữa, để chắc để úp nhập vào thôi. Đẹp nhỉ? Tôi vẫn thích cái này. Nhìn nó đẹp thật sự. Để xem kết hôn mấy con nào. Rồi. À đây đây, đang hiện tại đang là thủ là 22 cặp 4. Tôi mà ăn thêm tí thức ăn vào nữa chắc thủ 23k. Thì đậu xanh thì nó khỏe vậy. Nhìn quả thủ vật lý 23k luôn. Khỏe dã man luôn ạ. À, tôi cho các ông biết là cái lợi ích của khi mà em có cái áo đấu giá này này. Nhìn nó sao nó úp cái quái 86 này. Cái quái cắn bao nhiêu ta? Có 500 dam luôn. Quái 86 cắn 500 dam. Quái 84 cắn 31 đam à. Đâu? Cắn 130 35 88. Uầy,
Úp được ở đây rồi đấy các ông. Khỏe thật, thủ 23k. Con hàng công thủ khá là ngon. Rồi để tôi xem các ông xem lợi ích khi mà các ông có cái áo hút máu này, gọi là áo đấu giá này. Tôi còn để October đánh ấy, tôi không để October máu đâu. Các ông người tôi úp một lúc nhá. À, khả năng sắp tới tôi sẽ làm lại con King Neon và con King Destroy bọc bất diệt sẽ vào hoa lư. Nữa là tôi sẽ làm thêm vài con, đó chính là top 1 là một con King Boy là 2. Còn con nào ta, Thuận Thiên này. Thuận Thiên thì để xem mượn ạc xem. Đấy, đại khái là tôi sẽ làm mấy con huyền thoại ở bên server vào hoa lư. Nguyết này, ôi 78 vẫn còn trong top cao thủ ạ, ghê vậy. 78 vẫn trong top cao thủ ấy. Và nữa là các ông mà muốn thuê VPS để mà cho game với sử dụng để mà có các nói chung là các ông để treo game thì các ông có liên hệ qua Zalo tôi ở phía bên dưới phần mô tả ở dưới hoặc là phần chữ chạy ở bên dưới clip này. Thì tôi sẽ cố gắng hướng dẫn cho các ông và có những gói thuê VPS khá là hợp lý. Đó các ông thấy chưa, tôi chả bơm máu đâu mà nó hút đầy cây máu rồi cả, nó hút đầy căng luôn. Rồi clip của tôi đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại anh em trong những clip sâu ạc lần sau. Bye bye.